Brighton. Đội bóng vừa trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp của mình tại Premier League. Tuy nhiên, Arsenal lại đánh rơi 3 điểm ngay tại sân nhà Emirates. Đội khách có được 2 bàn thắng nhờ công của Adam Webster và Neil Maupay. Arsenal chỉ có được bàn thắng danh dự được ghi do công của Lacazette. Thất bại 1-2 đầy muối mặt này đã nối dài chuỗi trận không thắng của Arsenal trên mỗi đấu trường lên con số 9. Cơn khủng hoảng tại Emirates vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và pháo thủ cứ thế rơi tự do trên bảng xếp hạng Premier League. Sau vòng đấu thứ 15, Arsenal chỉ có vỏn vẹn 19 điểm, xếp thứ 10 và chỉ còn kém khu vực xuống hạng 5 điểm. Everton vừa trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp tại Premier League và gần nhất là thất bại nặng nề 2 năm trước đại kỷ lục Liverpool. The Toffees đã rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng và cái kết tất yếu cuối cùng cũng đến với Marco Silva khi ông đã nhận rác sa thải. Everton có thể xác nhận rằng huấn luyện viên Marco Silva đã chia tay đội bóng. Cổ đông chính Fahad Moshiri, chủ tịch Bill Cantwell và toàn thể ban lãnh đạo muốn gửi lời cảm ơn đến Marco Silva bởi những gì mà ông đã cống hiến cho câu lạc bộ suốt 18 tháng qua và chúc ông những điều tốt đẹp trong tương lai. Duncan Ferguson đã được chọn là người đảm nhiệm vai trò tạm quyền ở đội 1 và ông sẽ dẫn dắt đội bóng trong trận đấu với Chelsea vào ngày thứ bảy. Câu lạc bộ hy vọng sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên mới chính thức trong thời gian nhanh nhất có thể. Everton đưa ra thông báo trên trang chủ câu lạc bộ. Hiện người cũ David Moyes được coi là một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí mà Marco Silva để lại. Hai người đồng hương của Marco Silva, Victor Pereira, người đang dẫn dắt câu lạc bộ Trung Quốc Thượng Hải SIPG, cũng được nhiều nguồn tin uy tín tại Anh đề cập đến. Đội bóng vô địch Champions League, Liverpool sẽ đại diện châu Âu tham gia tranh tài tại FIFA Club World Cup 2019. Giải đấu ngắn ngày được tổ chức tại Qatar. Đây là danh hiệu mà The Cop chưa từng giành được trong lịch sử câu lạc bộ, nên có lẽ Jurgen Klopp rất muốn mang về phòng truyền thống. Sự quyết tâm của Klopp thể hiện ngay từ danh sách 23 cầu thủ mà ông mang đến châu Á. Toàn bộ các ngôi sao như thủ môn Alisson Becker, trung vệ Virgil van Dijk, hay Mo Mane, Firmino, Salah đều góp mặt. Fabinho cùng với Joe Matip là hai trụ cột vắng mặt bất đắc dĩ bởi cả hai đều đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Tuy vậy, so với các đối thủ còn lại của giải đấu, lực lượng mà Liverpool mang đến Qatar vẫn chất lượng hoàn toàn. Trong quá khứ, họ từng một lần tham dự FIFA Club World Cup vào năm 2005 dưới sự dẫn dắt của Rafael Benitez, nhưng đã thất bại trước Sao Paulo. Liverpool sẽ bắt đầu chiến dịch FIFA Club World Cup từ trận bán kết vào đêm ngày 18 tháng 12 với đối thủ là trận thắng trong cặp đấu giữa Monterrey và Ansat. Trận chung kết sẽ diễn ra sau đó 3 ngày. Real Madrid vừa xác nhận Eden Hazard đã bị vỡ mắt cá ở trận kinh kênh trắng hòa PSG 2 đều hồi tuần trước. Chấn thương này khiến cầu thủ người Bỉ lỡ trận siêu kinh điển với đại kình địch Barcelona. Ở trận đấu với PSG, Eden Hazard bị đau do va chạm với người đồng đội tại tuyển Bỉ là hậu vệ Thomas Müller. Theo kết quả kiểm tra ban đầu thì Eden Hazard chỉ phải nghỉ 10 ngày, nhưng Betis mới nhất lại cho thấy anh cần từ 4 đến 6 tuần để hồi phục. Điều này đồng nghĩa với việc Hazard sẽ phải làm khán giả khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đến làm khách của Barca vào ngày 19 tháng 12 tới. Ngoài Hazard, một cầu thủ khác của Real là Marcelo nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ trận siêu kinh điển vì đau bắp chân. So với trường hợp của Marcelo, Hazard chấn thương được xem là tổn thất lớn hơn dành cho kênh kênh trắng. Xuất sắc đánh bại chủ nhà Philippines với tỷ số 2-0 ở bán kết. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tái đấu với đại kình địch Thái Lan ở trận chung kết. Với thành tích này, huấn luyện viên Mạnh Đức Chung và các học trò đã được VFF tặng thưởng 500 triệu đồng. Cá nhân ông Phạm Thanh Hùng, trưởng ban bóng đá nữ cũng tặng cho đội 1 tỷ đồng. Việc lọt vào trận chung kết cũng giúp tuyển nữ nhận được thêm 1 tỷ đồng từ phần thưởng cứng của Tổng cục Thể dục Thể thao. Số tiền này sẽ còn tăng lên nếu như các cô gái vàng Việt Nam có thể hạ gục Thái Lan để giành tấm huy chương vàng. Trước đó, với việc qua được vòng bảng, các cô gái áo đỏ cũng đã nhận được phần thưởng 1,5 tỷ đồng cho hai trận đấu gặp Thái Lan và Indonesia. Đây là nguồn động viên tinh thần cực kỳ lớn cho tuyển nữ Việt Nam trước trận chung kết với Thái Lan diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 12. Tối ngày 5 tháng 12, báo chí Malaysia đưa tin huấn luyện viên ông Kim Sui sẽ không được gia hạn hợp đồng sau khi U22 Malaysia bị loại ở vòng bảng SEA Games. Tờ New Straits Times của Malaysia trích dẫn phát biểu của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia khẳng định điều đó. Ông Stuart Ramalingam cho hay, hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Malaysia và huấn luyện viên ông Kim Sui sẽ hết hạn vào cuối năm 2019 và nó sẽ không được gia hạn. Chúng tôi thật sự thất vọng về quyết định này. Chúng tôi sẽ tiến hành xem xét điều gì xảy ra và hy vọng màn trình diễn nghèo nàn ấy sẽ không còn tiếp diễn. U22 Malaysia rơi vào bảng đấu được xem là cực kỳ dễ thở. Ai cũng tin những chú hổ của ông Kim Sui sẽ giành ngôi nhất bảng A. Nhưng Malaysia đã để lại thất vọng tràn trề khi chỉ thắng được Timor Leste, hòa Myanmar để thua Philippines và đặc biệt là trận thua muối mặt 1-3 trước Campuchia trước khi sắp vali về nước. Về phần mình, ông Kim Sui cho biết, tôi đã có được thông báo và tôi chấp nhận điều đó. Là một huấn luyện viên, chúng tôi làm việc để có được kết quả và sự nỗ lực của chúng tôi chỉ được ghi nhận bằng kết quả. Tôi đã được thông báo từ trước rằng SEA Games là nơi quyết định để có được gia hạn hợp đồng hay không.